Từ năm 1982 đến nay đã có 42 lần lễ hiến chương nhà giáo được trọng thể tổ chức với mục đích tôn vinh công lao truyền bá tri thức của các thế hệ thầy cô giáo nhằm thúc đẩy sự phát triển giáo dục như là mũi nhọn của phát triển quốc gia. Thì ngày hôm nay đó có rất đầy đủ các thầy cô giáo. Thầy rất hoan hỷ và xin dâng cao tràng vỗ tay thật lớn để tán dương các thầy cô giáo. Có ba loại hình thầy cô giáo. Thứ nhất là thầy cô giáo dạy chữ nghĩa từ lớp mẫu giáo cho đến hậu tiến sĩ. Thứ hai đó là các thầy cô giáo dạy nghề và dạy kỹ năng thuộc rất nhiều các lĩnh vực ngành nghề khác nhau. Và thứ ba đó là các bậc thầy tâm linh, các guru, bao gồm các tăng ni giảng dạy Phật pháp, khai mở tuệ giác, có khả năng trị liệu và chữa lành. Thì ngày 20 tháng 11 á, nên xem là ngày tôn vinh cả ba nhóm thầy cô giáo, từ thầy cô giáo đời cho đến thầy cô giáo đạo. Và do đó tất cả các tăng ni đóng vai trò dẫn dắt đời sống tinh thần của cộng đồng Phật tử tại gia xứng đáng được tôn vinh chung trong ngày nhà giáo Việt Nam. Hiện nay thì ngày nhà giáo Việt Nam chỉ mới giới hạn cho các thầy cô giáo dạy chữ nghĩa ở trường lớp thôi, lãng quên các thầy cô giáo dạy nghề và kỹ năng sống, và hoàn toàn không đề cập đến các thầy cô giáo là tăng ni và các nhà tôn giáo thuộc các tôn giáo khác nhau. Chúng ta hãy dâng cao tràng vỗ tay thật lớn để ca ngợi chung. Nhân dịp này đó, thì thầy có một vài suy nghĩ chia sẻ với tăng đoàn, ni đoàn, các thầy cô giáo và cộng đồng Phật tử và tất cả những người đang là học trò nói chung. Thứ nhất, mong sao cho các thầy cô giáo tại Việt Nam đó có thể sống tốt bằng đồng lương của mình. Theo đó, không còn thầy cô giáo nào phải vất vả đi dạy thêm, vì đây là nghề thiêng liêng, nghề gieo chữ, để các thầy cô giáo có thời gian cho nghề của mình như một lý tưởng sống. Thì đồng lương của thầy cô giáo phải được nâng cao theo cách với đồng lương đó, đó có thể mua nhà được và có thể lập nghiệp được. Và tôi cũng cầu mong chính sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm được cải tiến để các thầy cô giáo được cấp nhà ở trong khu viên của các trường như cách ở rất nhiều nước đã làm, trong đó có nước Ấn Độ mà tôi đã có cơ hội học tập 7 năm từ cuối năm 1994 đến đầu năm 2002. Các tiện ích cần thiết này đó sẽ giúp cho thầy cô giáo không phải lo toan tất cả những thứ ngoài chuyên môn của mình. Vì kiến thức trong thời kỹ thuật số và nhất là các công cụ thông minh nhân tạo AI phát triển vũ tốc cần phải được cập nhật thường xuyên. Mà không á, chúng ta có thể bị lạc hậu. Về kiến thức bao quát, kiến thức hệ thống, kiến thức liên ngành,
kiến thức đa ngành, thì chúng ta chắc chắn là không thể nào giỏi bách khoa như là các công cụ AI. Nhưng ở phạm vi kiến thức chuyên sâu, mà mình là một lĩnh vực chuyên môn, thì AI chắc chắn là không thể sánh bị được chúng ta. Các thầy cô giáo trong thời hiện đại nên tận dụng các công cụ thông minh nhân tạo như là người giúp việc, giải quyết cho mình nó ít nhất là 60% các công việc, để 40% còn lại đầu tư vào việc khám phá và phát minh. Một mặt đó, cập nhật nguồn tri thức cho chính mình, mà khác đó, giúp cho người mà mình giảng dạy đó có được cơ hội bằng mình hoặc giỏi hơn mình ở hiện tại và trong tương lai. Điều hai, tôi mong sao Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam khích lệ 62 tỉnh thành còn lại nghiên cứu và đồng hành với mô hình của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng, miễn học phí cho các cấp học tiểu học và tiến tới miễn học phí từ mẫu giáo cho đến lớp 12. Chúng ta đã từng có một nền giáo dục như vậy cho đến ít nhất là năm 1990. Từ đó đến giờ đó, các cấp học này đó, các bậc cha mẹ phải rất vất vả đóng tiền học phí cho con em của mình. Trên toàn cầu đó, thì nước Đức có mô hình giáo dục lý tưởng khi mà chính sách của nước này miễn phí từ mẫu giáo đến tiến sĩ, không chỉ cho công dân của nước Đức mà bất cứ công dân của nước nào có thể học bằng tiếng Đức ở tại nước Đức thì đều hưởng được cái chính sách tương tự. Đó là chính sách khích lệ giáo dục và thấy rõ được giá trị của giáo dục. Trong kinh điển Pali, Đức Phật không đề cao và thậm chí có khuynh hướng yêu cầu các tăng ni không biểu diễn thần thông, và thậm chí ai làm dung vào đó có thể bị vi phạm những điều Đức Phật đã dạy. Đức Phật đã đề cao khái niệm giáo hóa thần thông, mà dịch sát nghĩa trong ngôn ngữ hiện đại đó là giáo dục là phép màu. Thì bởi vì sự giáo dục tạo ra sự đổi thay về nhận thức, đổi thay về cách sống, đổi thay về giá trị, đổi thay về lợi ích và nhiều thay đổi tích cực mà chúng ta cần có trong cuộc đời. Ở góc độ này đó, thì Đức Phật đã đề cao vai trò của trí tuệ như là đỉnh cao nhất của giáo dục, mà thông qua đó chúng ta có thể đạt được bằng việc nghiền ngẫm chân lý Phật, rồi thuộc và thường xuyên đọc chân lý Phật, cũng như thực tập đạo đức và thiền định để mở các cánh cửa trí tuệ giúp chúng ta nhìn thấy con người và sự vật đúng với bản chất của chúng đang là, hạn chế và thậm chí dẫn đến tình trạng là kết thúc cảm xúc hóa, thái độ hóa, phán đoán hóa vào tiến trình nhận thức. Mà nói theo kinh Bahiya thuộc kinh Tương Ưng, kinh Đàm Mali, cái thấy đơn thuần là sự thấy, cái nghe đơn thuần là sự nghe, cái ngửi đơn thuần là sự ngửi, và cái biết đơn thuần là sự biết. Đó là tuệ nhãn, hay còn gọi là Phật nhãn, cái tầm nhìn và sự đánh giá mọi sự vật như bậc tỉnh thức đã làm. Thì vậy, ở đây chúng ta thấy có một cái sự khác biệt rất lớn giữa nền giáo dục thế học, đó là tri thức, kiến thức, ngành nghề, kỹ năng, và giáo dục Phật học, đó là giáo dục tỉnh thức, giác ngộ,
giải phóng nỗi khổ niềm đau và trải nghiệm an vui hạnh phúc trong đời. Thì hai nền giáo dục này đó có thể bổ sung để giúp cho con người đó trở thành con người được đào luyện một cách toàn diện. Điều thứ ba, thầy nhắc lại về năm trách nhiệm đạo đức dưới góc độ của văn hóa biết ơn và đền ơn mà người trò đó cần phải thực hiện đối với các thầy cô giáo, dầu là thầy cô giáo đời hay là thầy cô trong đạo. Gồm có năm. Thứ nhất, hầu thầy và trợ giúp việc. Thì ngày xưa đó, việc học ở tại Ấn Độ trong giai đoạn cổ đại đó, thì học trò đó phải ngồi bên chân của thầy để lắng nghe sự hướng dẫn. Cho nên đó, phải có lòng tôn kính thì thầy giáo mới hết lòng giảng dạy chữ nghĩa cho. Thì thời hiện đại này đó, thì yếu tố này nó không còn nữa, nhưng mà ít nhất là cái sự tôn kính đó cần phải có. Cho nên đó, các thế hệ học trò và nhất là cha mẹ của học sinh đừng nghĩ rằng đó, con em của tôi đến trường học phải đóng tiền, cho nên nó là một cái giao dịch giống như mà mua bán một sản phẩm tri thức, có gì đâu tôi phải mang ơn và kính trọng. Đức Phật đề cao cái vấn đề đó, đó vì đó là giá trị tinh thần. Thứ hai, cung kính đảnh lễ. Tức là các học trò của Ấn Độ bây giờ vẫn còn cái tập tục đó. Thì cái đảnh lễ của họ đó thực ra đó là ngồi trong cái tư thế chồm hổm, và tay phải của họ đó chạm vào bàn chân của thầy cô giáo đứng dậy, và sau đó chạm vào đầu của mình hay trán của mình để bày tỏ lòng tôn kính vì sự dẫn dắt của thầy cô giáo về các lĩnh vực tri thức chuyên môn đã làm cho các thế hệ học trò đó không phải tự nỗ lực mày mò mà có thể kế thừa nhanh chóng được, cho nền tảng đó phát huy và phát triển. Thứ ba, thái độ cầu học không chán. Nghĩa là học trò đó phải thấy rất rõ là có thầy cô giáo giảng rất hùng miệng, có thầy cô giáo giảng rất buồn ngủ, nhưng mà cái công việc của chúng ta là tiếp thu tri thức. Thì dầu là giảng buồn ngủ nó thuộc về cái kỹ năng, nhưng mà nội dung cung cấp của thầy cô giáo chắc chắn là bổ cho chúng ta. Cho nên phải có thái độ là không có chán, không mệt mỏi thì chúng ta mới kế thừa được. Bằng không á là nghe ở lỗ tai phải bay qua lỗ tai trái biến mất. Thứ tư, thuận theo điều thầy cô giáo dạy, những điều hay lẽ phải, những tri thức đúng đắn, những kinh nghiệm sáng giá có thể chúng ta không bằng được các thầy cô giáo, cho nên điều đầu tiên là hãy chấp nhận. Nhờ cái sự chấp nhận đó chúng ta mới có thể tiếp thu được nguồn tri thức phong phú vô tận. Nhưng mà ở trình độ của đại học đó, thì chúng ta phải mạnh dạn không nên xem lời thầy cô giáo là hệ quy chiếu của chân lý. Nó là một cái giá trị tham khảo tri thức đúng, giống như các quyển sách và các cái phương pháp nghiên cứu sẽ giúp cho chúng ta phát hiện ra những cái mới, thậm chí là phá kỷ lục so với các bậc thầy, các cô của mình đã giảng dạy mình trước đây. Và điều thứ năm là thực hành những điều đã học, đã được dạy. Thì đây là phần ứng dụng đối với các môn học như là khoa học tự nhiên và một số môn của khoa học xã hội, nhân văn, thì tính ứng dụng rất là cao. Còn lại có rất nhiều môn mang tính lý thuyết, mang tính triết lý, mang tính học thuyết thì khả năng ứng dụng không nhiều. Nhưng mà đối với người mà có tâm cầu học á, thì bất cứ cái gì chúng ta cũng thể ứng dụng được. Ít ra thì bây giờ đó, chúng ta phải thừa nhận rằng trong 100% các cái nguồn tri thức được giảng dạy thì ít nhất là 20% là hữu ích, có khả năng ứng dụng. Còn 80% đó là kiến thức liên ngành đa ngành, kiến thức lý thuyết, triết lý. Cho nên chúng ta phải học để mở rộng, để đào sâu, và thông qua đó sau này chúng ta mới có thể trở thành chuyên gia. Cho nên đừng thấy
80% nguồn tri thức được giảng dạy ở trường lớp là không hữu dụng thì chúng ta không học. Cái chương trình được cấu tạo là mình phải học hết. Về các nhà giáo dục lớn trong lịch sử của nhân loại đã nghiên cứu rất là kỹ rồi. Để có được những cái chuyên gia hàng đầu về một lĩnh vực nào đó thì phải có ít nhất 80% các cái nguồn tri thức được học, không có sử dụng tới, để đáp ứng cho một thiểu số rất nhỏ đó thôi. Nếu không làm như vậy, chúng ta không có những nhà bác học, những người đoạt những cái giải Nobel hay là giải Fields danh giá trong một cái lĩnh vực tri thức nhất định nào đó. Thế vậy trong ngày hiến chương nhà giáo đó, tất cả những người học trò, dù là học môn gì, lĩnh vực nào, nguồn tri thức hay là kỹ năng sống hay là nghề nghiệp, thì chúng ta phải nhớ năm bổn phận được Đức Phật nêu ra trong kinh Thiện Sinh rất là sâu sắc. Nếu vì quan hệ với điều này đó thì dâng cao một tràng pháo tay để cam kết. Điều 4, trách nhiệm của thầy cô giáo đề. Kinh Thiện Sinh nêu ra có 5 trách nhiệm đạo đức mà người làm thầy cô giáo, dù là lĩnh vực gì, cần phải thực thi. Thứ nhất, huấn luyện đúng phương pháp. Thì đây là phương pháp giảng dạy, sư phạm trong giảng dạy. Nếu mà mình dạy không có phương pháp, người tiếp thu không đón nhận được bao nhiêu. Thì bây giờ đó, các trường học đều bắt buộc chúng ta với tư cách là nhà giáo phải làm giáo án kỹ thuật số, tức là các slide, để giúp cho người học đó có thể là dễ dàng hình dung và hệ thống ghi chép được. Còn nếu như chúng ta chỉ nói tràn gian đại hải mà không có những cái tóm tắt bằng thị giác thì chắc chắn là người học sẽ gặp những khó khăn. Cho nên các tăng ni cũng phải cập nhật dạy học bằng trực quan và trực giác như là các thầy cô giáo ngoài đời. Hiện nay đó thì ở cấp học viện, trình độ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ thì đã bắt buộc như thế. Nhưng ở các chương trình cao đẳng Phật học, trung cấp Phật học, sơ đẳng Phật học thì phần lớn các thầy cô giáo xuất gia vẫn chưa dạy bằng giáo án kỹ thuật số. Cho nên cần phải bổ túc để giúp cho người học được tốt. Điều 2, dạy những điều học trò chưa biết. Mà muốn như vậy đó thì thầy cô giáo phải cập nhật tri thức. Học trò thì phải học trước ở nhà. Nhưng bây giờ mình nói những điều mà học trò biết rồi thì các học trò sẽ cảm thấy ngán, không có thấy có cái niềm khích lệ để học. Cho nên phải ngoài cái chương trình mang tính sư phạm và giáo khoa theo bài khóa thì trong mỗi một cái giờ dạy đó, các thầy cô giáo phải cung cấp thêm đó là vài phần trăm những cái kiến thức bổ sung, bổ trợ để giúp cho người học đó đào sâu được cái nguồn tri thức của mình. Cho nên ở trình độ cử nhân trở lên đó, thì ngoài sách giáo khoa bắt buộc, nó còn có sách đọc thêm, đó là những sách nghiên cứu chuyên sâu. Nhưng mà rất tiếc đó, các cái phần đó chưa được áp dụng ở trình độ từ lớp 10, 11, 12. Điều 3, giải thích rõ những điều học trò thắc mắc. Thì đây là phần rất quan trọng. Thì các tăng ni giảng đạo, thuyết pháp, giải thích kinh, hướng dẫn tu tập cần phải có kỹ năng tháo mở các hoài nghi và những điều đó còn mong lung. Ở lĩnh vực này đó thì thầy là người tạo điều kiện cho người nghe pháp đặt câu hỏi trực tiếp và trực tuyến nhiều nhất. Và muốn như thế đó thì người giảng dạy phải đầu tư một lượng tri thức Phật học rất lớn, hiểu biết rộng, hiểu biết sâu, hiểu biết bằng tính hệ thống, để có thể đáp ứng cho nhiều đối tượng người học khác nhau ở trong một giảng đường hay là trong một lớp học. Thì các thầy cô giáo cũng cần phải làm công việc đó. Điều 4, dạy không giấu nghề. Nó là về thái độ, không bỏn sẻn tri thức. Rất nhiều người có cái thói quen đó là thời mình còn là học sinh,
hay là sinh viên phải trải qua rất nhiều các khó khăn mình mới có được một cái nguồn tri thức nào đó, thì mình cũng muốn các học trò của mình nó phải trải qua cái gian nan đó để có được tương tự như mình. Sự bỏ sẻn tri thức đó làm cho nguồn tri thức đó không được quảng bá. Chúng ta nhớ Trung Quốc là quốc gia mà vào thế kỷ thứ nhất là chế được pháo rồi, nhưng mà cho đến thế kỷ thứ 19 họ chưa biết làm được đạn. Đang khi các nước phương Tây đó hoàn toàn là học từ cái cách làm pháo của Trung Quốc để tạo ra những quả bom. Tại vì người Trung Quốc có thói quen là gì? Gọi là gia truyền, chỉ truyền nghề, truyền tri thức chuyên sâu trong lĩnh vực nào đó đó cho những người gia nhân, tức là những người thân tín nhất và thường là bà con. Mà có những người khó tính đó, ngay cả những người bà con mà không hài lòng họ cũng không truyền. Cho nên sau khi chết, các cái nguồn tri thức mấy chục năm kinh nghiệm mà người đó đào luyện cho chính mình trở nên vô ích. Còn thế giới phương Tây là khích lệ cái tính tác quyền, tác quyền ở cấp quốc gia và cấp quyền toàn cầu, nhất là các cái phần mềm, kỹ thuật số. Thì chỉ cần một phát minh, một phần mềm nào đó được ứng dụng rộng rãi thì có thể làm cho một người trở thành triệu phú và tỷ phú, như trường hợp đó, những nhà sáng lập ra các mạng xã hội. Cho nên chúng ta cần phải có cái tinh thần gọi là vô tận đăng, như Đức Phật đã nói trong kinh Duy Ma Cật, tức là từ một ngọn đèn chúng ta mò ra 100, từ 100 mò ra 1000, từ 1000 ra 1 triệu, 1 triệu ra 1 tỷ. Thì chúng ta phải nhận biết rõ, không vì thế mà ngọn đèn đầu tiên mất ánh sáng. Đó là tinh thần đó, là khai phóng của nền giáo dục Phật học. Và điều năm, giúp trò trưởng thành. Thì đây là cái vai trò dạy đạo đức và kỹ năng sống. Rất tiếc là nền giáo dục Việt Nam ở cấp 12 trở xuống đó, từ 15 năm qua mới bắt đầu dạy về đạo đức và kỹ năng sống. Chúng ta đã tạo ra một cái sự đứt quãng sau năm 75 về cái tầm quan trọng của dạy đạo đức và kỹ năng sống. Và nếu không có dạy những điều đó đó, thì dầu có bằng cử nhân hay là cái bằng trung học thì kiến thức có thể là tạm ổn ở một lĩnh vực nhất định nào đó, nhưng khi ra lập nghiệp thì người đó có thể trưởng thành về tuổi tác nhưng mà chưa chắc trưởng thành về nhân cách sống, giá trị sống. Cho nên cần phải bổ sung những nội dung dạy về đạo đức và kỹ năng sống trong nhà trường. Và nếu như nhà trường không làm việc đó thì các bậc cha mẹ phải làm công việc này tại nhà, với vai trò là cô giáo thứ hai, rồi người thầy thứ hai, và đồng thời để dẫn các cháu đến các chùa có sinh hoạt kỹ năng sống như chùa Giác Ngộ vào chiều thứ bảy hàng tuần. Thì ngày nay thì chùa Giác Ngộ đang đi đầu về giáo dục kỹ năng sống cho các cháu mầm non và thiếu nhi tuổi lên 3 cho đến 13. Và hai ngôi chùa chi nhánh đang bắt đầu làm tốt, đó là chùa Giác Ngộ xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, và chùa Quan Âm Đông Hải ở xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Thì mong sao tất cả các chùa chi nhánh, các thầy được đặc trách ở vai trò phó chủ trì đó, nỗ lực nhiều hơn nữa để đưa mô hình này vào trong chương trình tu học của chùa. Theo đó giúp ích cho các bậc phụ huynh bớt đi một cái gánh nặng về giáo dục kỹ năng sống và giá trị sống, để giúp cho các cháu học sinh đó mới có thể trưởng thành về nhân cách. Thì đó là năm bổn phận rất thiêng liêng của thầy cô giáo. Thì mong các thầy cô giáo có mặt trong ngày hôm nay đó hãy dâng cao một tràng vỗ tay để cam kết. Điều năm, vai trò của tăng ni, các thầy cô giáo tâm linh. Đức Phật đã nhấn mạnh rất nhiều lần trong kinh điển Pali rằng Ngài là người chỉ đường. Có ba ý nghĩa. Thứ nhất, những gì mà Ngài chỉ cho chúng ta qua 17.000
mấy trăm bài kinh trong văn học Pali và khoảng 17.000 bài kinh trong văn học A Hàm và hơn 2.000 bài kinh trong văn học Đại Thừa, là những gì mà Ngài đã thực chứng và phát minh. Do đó, tính hiện thực, tính thực tiễn, tính lợi ích, tính trị liệu và tính chữa lành từ lời Phật dạy là rất cao. Cho nên đó, các bậc thầy tâm linh phải nhớ đến yếu tố này để bắt chước Đức Phật và làm tỏa sáng cái vai trò thiêng liêng của mình. Thứ hai, những gì Đức Phật giảng dạy được Ngài sánh ví giống như là những chiếc lá nằm ở trên lòng bàn tay so với vô số lá nằm ở trong rừng. Tức là chỉ chọn lọc những gì thật sự là hữu ích và có tính thực tiễn cao, chứ không phải là biểu diễn tất cả những nguồn kiến thức mà Đức Phật đã đạt được. Như vậy cái tính thực tiễn trong việc giảng dạy Phật Pháp là điều mà Tăng Ni cần phải nắm để mang lại lợi ích cho người nghe. Thứ ba, giá trị chỉ đường của Đức Phật là không bao giờ sai và không bao giờ lạc hậu. Công việc còn lại là chúng ta phải có nhiệm vụ đi trên những gì đã được hướng dẫn. Và nhà giáo tâm linh cũng phải làm công việc đó để khích lệ cho các thế hệ học trò xuất gia, học trò y chỉ và cộng đồng Phật tử về có con đường đúng, để các Phật tử giải quyết được, xóa bỏ được mê tín dị đoan, xóa bỏ được cái mù chữ Phật Pháp. Và đây là nhiệm vụ rất là quan trọng. Cho nên Thầy thường nói rất nhiều lần, thà chịu khó xóa mê tín dị đoan cho Phật tử trong những ngày đầu vào đạo, còn hơn là chúng ta dùng phương tiện để sau này phải tốn cả một kiếp người để giải quyết các vấn nạn đó không xong. Cái giai đoạn đầu vào đạo đó, chúng ta truyền dạy cái gì thì người tiếp nhận nó bị ảnh hưởng và bị chi phối bởi những cái điều được biết đó. Nó giống như là ở cái tuổi thơ mẫu giáo, các cháu học cái gì các cháu xem cái đó như là chân lý. Cha mẹ được xem là những người nam lý tưởng, những người nữ lý tưởng, thầy cô giáo đều là những người lý tưởng. Cho nên chúng ta phải thấy rõ điều đó để tạo ra cái tính chỉ đường rất là cao và có giá trị như Đức Phật đã làm. Sau đây là 6 điều Đức Phật dạy trong kinh Thiền Sinh về vai trò của nhà giáo tâm linh. Chúng ta thấy là Đức Phật đặt cái vai trò của Tăng Ni cao hơn các cái vai trò trong là 6 mối quan hệ gồm có 11 nhóm khác nhau. Mỗi một nhóm chỉ có 5 trách nhiệm thôi, nhưng mà là Tăng Ni đó thì phải có 6 trách nhiệm. Thứ nhất, giúp đỡ cộng đồng Phật tử không làm các điều ác. Điều này là cực kỳ khó, bởi vì khi họ làm ác họ đâu có khoe ra, họ giấu hết rồi. Cho nên phải dạy cái hậu quả của điều ác đó. Như cách mà Hòa Thượng Đại sư Thiện Hoa đã dạy, phàm làm việc gì nên nghĩ đến hậu quả của nó. Thì từ đó đó, cái giáo dục về tính hậu quả và kiếp sau là chúng ta phải gánh lấy để làm cho người ta sợ và sống có trách nhiệm đạo đức với chính mình ở kiếp này. Và những người không tin kiếp sau thì dễ làm ác, và thậm chí làm ác thì ác độc hơn, là quỷ quyệt á, thì trở thành là mưu mô hơn. Thứ hai, hướng dẫn cộng đồng làm các việc thiện. Dứt điều ác hay là không làm điều ác thì chưa có phước. Nó giống là ở cái mức độ mới điểm xuất phát, giống như zero thôi. Phải hướng dẫn làm các việc thiện. Rất nhiều doanh nghiệp, những người nhà giàu thành công trong các lĩnh vực lành nghề chưa từng phạm pháp thì họ nghĩ rằng cuộc đời với họ như nó quá đủ rồi, vì chưa từng làm đạo ác mà. Nhưng mà Đức Phật nói cái đó mới là điểm xuất phát zero về đời sống đạo đức thôi. Cho nên phải làm các việc thiện. Việc thiện thì có rất là nhiều dạng, thiện ở thế gian, thiện xuất thế gian. Chúng ta phải hướng dẫn cho
người tại gia thấy rõ được những cái giá trị thiện đó để họ chọn lựa và họ làm. Thứ ba, dạy Phật pháp vì lòng từ bi và thiện chí. Tức là không phải vì mình mong cầu người ta cúng dường, thế là làm tăng ni mà mình nghĩ rằng là tôi đi dạy phải có lương thì tôi mới dạy, còn không có lương tôi không dạy thì không làm đạo được. Không phải thầy khoe. Từ năm 2005, khi chính thức làm nhà giáo ở cấp cử nhân Phật học trở lên, cho đến nay đó là gần 18 năm, thầy chưa từng nhận một đồng lương nào. Gồm có 3 loại lương. Thứ nhất là lương giảng viên, thứ hai đó là lương trưởng khoa, và thứ ba đó là từ năm 2009 là lương phó viện trưởng. Ngoài ra nó còn có những cái lương như là chấm đề cương luận văn, đề cương luận án, rồi làm chủ tọa của bảo vệ luận văn, thạc sĩ, luận án, tiến sĩ. Tất cả thầy đều ghi lại cái chữ cúng lại hết. Vậy đó là một trong những cách mà chúng ta học theo Đức Phật. Chứ nếu như Đức Phật á, mà đăng ký tác quyền các chân lý Ngài khám phá thì chắc là Ngài phải trở thành tỷ phú. Vì ít nhất bây giờ có 550 triệu người theo Phật giáo chính thức á. Ở phạm vi rộng hơn tại các nước xã hội chủ nghĩa như là Trung Quốc thì ít nhất phải có thêm là khoảng 250.000 người là Phật tử nhưng mà không ghi trong các lý lịch cá nhân, chứng minh nhân dân vì những lý do tế nhị. Ít ra chúng ta cũng có được 800 triệu người trên quả địa cầu này theo Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật đâu có giấu nghề. Đối với Ngài là không có mặt pháp, không có bí mật pháp. Và Ngài hiến tặng cho chúng ta không có bất cứ một điều kiện gì hết. Cho nên phải giảng dạy vì lòng từ bi và vì thiện chí. Điều 4, dạy các Phật pháp mà Phật tử chưa biết. Tức là mình phải chịu khó đầu tư soạn bài giảng, đọc thêm kinh. Đừng nghĩ rằng là mình trải qua các trường lớp Phật học như là cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ là mình có thể biết hết tất tần tật. Thực ra luận án tiến sĩ chỉ là một cái quyển sách chuyên môn về một đề tài nghiên cứu của chúng ta trong cái lĩnh vực đó là bao la không bờ bến. Cho nên ở hệ thống giáo dục của Anh thì nó còn có hậu tiến sĩ. Hệ thống giáo dục của Mỹ cũng có hậu tiến sĩ. Hệ thống giáo dục của Anh thì có thêm là tiến sĩ văn học cao hơn cái tiến sĩ triết học, để khích lệ những người đã tốt nghiệp tiến sĩ còn phải đầu tư thêm cái luận án thứ hai sâu hơn. Cho nên các Phật tử thời hiện đại này đó nghe Phật pháp rất nhiều, nghe từ các bậc cao tăng, đọc sách của các bậc cao tăng, mà các tăng ni trẻ nếu không chuẩn bị tốt đó, thì cái kiến thức mình giảng ra chưa chắc nó đã đáp ứng bằng được cái trình độ các Phật tử đã nghe. Có nhiều người một ngày ta nghe đến 3 bài pháp thoại. Và điều này đó là điều rất là đáng mừng. Nó buộc các tăng ni phải có trách nhiệm đầu tư Phật pháp mình nhiều hơn, chứ đừng có học đối phó. Để có được cái bằng cấp tốt nghiệp ở trường lớp thì không bao giờ giỏi được. Và kinh điển phải đọc đi đọc lại, cứ mỗi lần đọc lại chúng ta có phát hiện ra những cái điểm mới mà những lần trước chúng ta không để ý đến. Thứ năm, giúp cho người học Phật pháp hiểu Phật pháp sâu hơn. Tức là tăng ni phải có trách nhiệm và xem đó là một cái nhiệm vụ thiêng liêng, nâng cao trình độ Phật pháp và tu học của đệ tử tại gia. Một số tăng ni có phương tiện không dạy Phật pháp, gặp nỗi khổ niềm đau kêu là niệm Phật đi, rồi trì chú đi, rồi cầu nguyện đi, rồi mọi thứ nó sẽ được màu nhiệm như ý. Đang khi cái đó nó chỉ là cái nguồn an ủi, không phải là giải pháp. Giải pháp theo Đức Phật là phải phân tích
đâu là nguyên nhân chính gây tạo ra các vấn nạn khổ đau mà họ đang gặp phải. Theo đó đó mới chỉ ra từng bước đi cụ thể, từng hướng đi cụ thể để giải quyết nó. Và thậm chí đó cũng cùng một vấn nạn, nhưng mà ở người A thì có thể chọn giải pháp A, ở người B có thể chọn giải pháp B, miễn là dẫn đến một cái kết quả giải quyết vấn nạn giống nhau. Cho nên làm tăng ni mà không thuyết giảng Phật pháp thì dầu có chứng thánh A-la-hán cũng vô ích. Có lẽ cho chính mình nhưng mà không vô ích, không có lẽ cho cuộc đời. Cho điều này thì thầy đã nói đi nói lại rất nhiều lần. Vai trò chính yếu của tăng ni là viết sách, dịch thuật, giảng kinh, mở khóa tu, tư vấn tâm lý. Bây giờ mà nếu mình học nhiều bằng cấp hay là bằng cấp rất là cao nhưng mà mình bỏ quên làm công việc đó thì chúng ta là các tăng ni với bằng cấp giấy, không lệch. Và nếu không khéo chúng ta bị sa đà vào trong cái chủ nghĩa bằng cấp lại càng không lệ lạc. Càng nhiều bằng cấp đó, càng ngại giảng, vì sợ giảng dở bị ta phê bình, giảng không hay đó thì bị ta nói, giảng hay thì bình thường, vì bằng cấp nhiều mà giảng hay thì không được ai khen. Đó là cái áp lực của những người có bằng cấp nhiều và bằng cấp cao. Và điều thứ sáu, tăng ni phải chỉ dẫn con đường sinh thiên cho Phật tử tại gia, tức là cái con đường có phước báo lớn hơn cái mà họ đang có. Phước báo này có 5 loại. Thứ nhất là hảo tướng, thứ hai là sức khỏe và tuổi thọ, thứ ba là tài sản đủ đầy, thứ tư là thuận duyên, và thứ năm là có trí tuệ theo kinh điển A Hàm. Thì cái công việc của tăng ni làm sao phải giúp cho người tại gia gieo trồng phước báo. Một số tăng ni đó có thể là do không chịu đọc kinh hoặc là hiểu không thấu đáo, thường bàn ra làm cho các Phật tử đang dấn thân làm con đường phước chán nản bỏ. Người nghĩ rằng là đây là phan duyên trần cảnh. Nhưng ta phải nhớ 13 la mật được Đức Phật giảng dạy trong Phật giáo Nguyên Thủy và 63 la mật rút ngắn của Phật giáo Đại Thừa bắt đầu bằng làm phước. Mà cụ thể của làm phước đó là bố thí và cúng dường. Và điểm cuối cùng đó là trí tuệ. Như vậy, khi các tổ sư Việt Nam đưa ra chủ trương phước huệ song tu thì chúng ta phải hiểu giữa phước và huệ nó còn có những dấu chấm lửng tỉnh lược đi, bao gồm có trì giới, tinh tấn, kiên trì, rồi thiền định, vân vân. Tức là phải tu tập hết các 63 la mật thì người tu học mới trọn vẹn được giá trị tâm linh. Cho nên ở 6 cái trách nhiệm cao quý này đó thì các tăng ni đó cần phải nỗ lực làm. Và khi làm được như thế đó, thì đảm bảo dân số Phật tử sẽ gia tăng. Trong những cái hội nghị Ban Thường trực Giáo hội Phật Việt Nam cũng như là Hội đồng trị sự Giáo hội Phật Việt Nam hoặc là Ban trị sự Giáo hội Phật Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh thì thầy cũng đã chia sẻ quan điểm vài lần, đó là phải tiến tới một giai đoạn càng sớm càng tốt 18.549 ngôi chùa chính thức và gần 6.000 ngôi chùa dự bị, tức là chùa mà chưa được hợp thức hóa. Vào các ngày chủ nhật buộc phải có thuyết giảng và tổ chức khóa tu. Nếu các trụ trì không có được năng lực giảng thì phải có trách nhiệm mời các giảng sư mà mình quen biết hoặc là các thành viên tăng đoàn đi đoạn ở chùa của mình phụ trách công việc đó. Chứ không thể vì lý do mình không có năng khiếu giảng hay là không có kiến thức giảng rồi mình không mạnh dạn tạo được cái cơ hội học hỏi Phật pháp. Mà nếu không nghe được Phật pháp thì Phật tử chỉ là Phật tử hình thức, Phật tử ngoài cổng chùa. Do đó thông qua một biến cố khổ đau như là mất mát, tổn thất, cầu nguyện không được hoặc là bị quá nghèo, bị dụ đạo hoặc là đứng trước con hôn nhân đối với những người khác tôn giáo bị ép buộc đổi đạo thì rất nhiều các Phật tử đã không giữ được niềm tin với chân lý Phật mà vốn vượt trội hơn tất cả các tôn giáo còn lại. Cho nên cái vai trò của tăng ni ở đây rất là lớn.
và cần phải đầu tư cái vai trò đó một cách thật là xứng đáng. Và điều cuối cùng á, thầy muốn công bố trong ngày hôm nay, đó là cái chương trình hướng dẫn các cháu mầm non và thiếu nhi đọc sách như là một thói quen cao quý. Thì Phật tử Giác Thanh Hà trong thời gian qua đã biên soạn được một số sách dành cho trẻ em, bao gồm sách viết và sách minh họa hình ảnh. Và nó đã đủ được cái số lượng để cho các cháu có thể đọc sách khi đến chùa sinh hoạt vào các buổi chiều thứ bảy. Thì đây là điều mà thầy rất là quan tâm, vì đi hơn 30 quốc gia trong vòng 22 năm qua với vai trò là một người quần Pháp và tham quan du lịch đó. Thì khi đi đến các cái phi trường của nước ngoài, trong phi trường á có các hiệu sách rất to, nhưng ở phi trường của Việt Nam á cái hiệu sách mình bé xíu mà không có bao nhiêu cuốn sách mà không có mấy người đọc sách. Nếu chúng ta quan sát các du lịch Tây Ba Lô đến Việt Nam và các nước châu Á hay châu Phi, luôn luôn mang theo một cái cuốn sách giới thiệu những cái địa điểm mà họ sẽ đến. Họ không có lệ thuộc vào hướng dẫn viên như là người Việt Nam. Họ tự đọc, tự tìm hiểu, và đó là những cuốn sách rất chuẩn, tập hợp những cái thông tin, kiến thức đầy đủ nhất, chuẩn xác nhất, để giúp cho du khách nó có thể thưởng lãm về trải nghiệm. Còn người Việt Nam chúng ta thì cái thói quen đó, nó làm cho chúng ta ít năng động. Ví dụ như là thói quen xe Honda đó, theo thầy đó, nó tàn phá nhiều thứ lắm. Thứ nhất, nó làm cho lười vận động tay chân, tức là bước ra khỏi nhà là ngồi chiếc xe Honda đi đến tận nơi. Cho nên người Việt Nam là người là lười đi vận động nhất trên thế giới. Còn các nước trên thế giới này, ta đi vận động một ngày như vậy là 30 phút cho đến là 60 phút thông qua các việc đi làm là chuyện rất là bình thường. Cái thứ hai là chạy xe Honda nó làm cho người ta nó có thói quen là cá lập, biệt lập, và thích làm riêng, không thích làm chung, tinh thần tập thể bị phá vỡ. Cái gì cũng thích riêng hết trơn. Và lúc đầu mình cảm thấy nó nhanh, nó lẹ, nó tiện ích, nhưng về lâu về dài nó tàn phá môi trường và gây cái nạn kẹt xe. Và chính phủ Việt Nam cũng nên nghiên cứu, thay vì đó nâng cái số tiền đăng ký xe 4 bánh cao gấp 3,5 lần so với các nước trên toàn cầu, thì chúng ta hãy mở rộng các con đường giao thông 3 làn xe, 5 làn xe, 6 làn xe mỗi chiều, và làm hệ thống metro càng nhiều ở dưới lòng đất và các cái phương tiện giao thông khác, thì đất nước ngày càng phát triển. Người Trung Hoa khi mà cải cách cái đây 25 năm thì họ chủ trương có 4 chữ: lộ thông, tài thông. Tức là mở rộng giao thông là tự động kinh tế, tài chính phát triển. Đó là một chủ trương rất là đúng. Cho nên bây giờ mà đến Trung Quốc, quý vị sẽ có cảm giác là vượt trội hơn các nước phương Tây rất là nhiều về vấn đề giao thông. Vì họ mới xây trong vòng 25 năm, rất là mới. Còn cái hệ thống giao thông của phương Tây người ta làm cả 100 năm trước, tới bây giờ nó lạc hậu, không bì kịp được với Trung Quốc. Thì đó là những điều mà chúng ta cần phải làm. Và người Việt Nam do vì lười đọc sách cho nên thích đọc báo, thích đọc tin tức, thích tham khảo mạng xã hội để tán dóc. Chuyện trong nhà ngoài phố, chuyện trên trời dưới đất, mà phần lớn là chuyện tào lao. Chuyện không có liên hệ gì đó hạnh phúc và giá trị. Còn người nước ngoài đó, nhất là người Do Thái, các bậc cha mẹ đó từ hồi nhỏ lên tuổi 3 thôi là đã tạo thói quen cho các cháu đọc sách bằng cách là đọc sách cho các cháu nghe. Mỗi buổi tối đọc sách cho các cháu trước khi đi ngủ. Cho nên đó, thầy tin rằng cái chương trình hướng dẫn đọc sách cho các cháu mầm non và thiếu nhi sẽ mở ra một chương mới cho cái sinh hoạt gọi là khai mở tri thức. Nếu chúng ta nhìn nhận các thầy giáo đời, dù là dạy chữ nghĩa
dạy kỹ năng hay dạy nghề nghiệp chỉ có mục đích là xóa bỏ mù chữ, thì các thầy cô giáo đạo có cái nhiệm vụ thiêng liêng, đó là dạy đạo đức, dạy chân lý, dạy giá trị, dạy phụng sự. Và điều đó nó góp phần làm thay đổi diện mạo của xã hội và cuộc sống này. Ở cái phương diện đơn giản thì các tăng ni sẽ làm vai trò là xóa bỏ mù chữ Phật pháp. Ngày hết mù chữ Phật pháp thì tự giác nó phát sinh, mà tự giác là chìa khóa giải quyết các vấn nạn khổ đau. Cho nên nếu thầy và sư cô nào làm được cái vai trò đó, mà trong cái thời đại này rất là dễ làm, chỉ cần có một điện thoại thông minh là có thể giảng pháp ở trên Facebook, trên TikTok, trên YouTube, không phải tốn tiền như là trước đây. Thì công việc còn lại là chúng ta phải thấy rõ được cái giá trị đó như một trách nhiệm thiêng liêng và cao quý thì chúng ta mới làm. Còn bằng không, chúng ta sẽ điểm đủ lý do, kiến thức tôi chưa đủ, tôi không có năng khiếu, cái việc này nó quá nhiều hòa thượng, thượng tọa đại đức, ni trưởng, ni sư, sư cô đã làm rồi, giờ nó không phải là công việc của tôi. Nói như thế là quầy dốt. Cũng giống như các ca sĩ, có khi nào người ta nói cái bài nhạc này có nhiều người ca rồi, giờ tôi không ca, chứ thực tế là không. Có những cái bài hay đó, cả trăm ca sĩ cùng thể hiện trải qua nhiều cái thế hệ thập niên khác nhau cho cùng một bài ca. Làm tăng ni mà không gian kinh tiếp pháp cũng giống như làm ca sĩ mà không có album nhạc. Bây giờ thì không có MV gì đó. Giống như kỹ sư mà không có làm các cái công trình liên hệ đến ngành học của mình thì hoàn toàn là vô dụng. Thì nói tóm lại, ngày nhà giáo Việt Nam là ngày vui của tất cả các thầy cô giáo, trong đó có thầy cô giáo đạo. Thì mong rằng đó là những năm về sau, thì khi tác bạch và nội dung ca ngợi tán dương á, thì các anh chị em đại diện đó phải nhấn mạnh rõ luôn cả ba nhóm thầy cô giáo: thầy cô giáo dạy chữ nghĩa, thầy cô giáo dạy nghề và kỹ năng, và thầy cô giáo dạy Phật pháp. Thì chúng ta mới bao quát hết được, chứ đừng có xem cái ngày này là ngày tôn vinh thầy Nhật Từ. Thầy Nhật Từ chỉ là một đơn vị, một cá thể thầy cô giáo thôi. Thế còn trên đất nước này chúng ta có đến hàng triệu các thầy cô giáo ngày đêm vất vả mà lương bổng rất ít. Đó là điều rất là chua xót. Mong sao cho cái chính sách giáo dục của Việt Nam đó được cải tiến theo cách đó là chương trình của chúng ta đó nó phải ngang bằng được hoặc là vay mượn từ các cái nền giáo dục tiên tiến ngoài ba môn văn học, địa lý và lịch sử, nó phải mang tính chất là của đất nước rồi. Còn các môn còn lại đó, chúng ta chỉ cần chọn một trong năm mô hình, hoặc là mô hình giáo dục Mỹ, hoặc là mô hình giáo dục Anh, hoặc là mô hình giáo dục Pháp, hoặc là mô hình giáo dục Nhật, hoặc là mô hình giáo dục Thụy Sĩ, hay là mô hình giáo dục Đức. Người ta thường nói là đứng trên vai của người khổng lồ thì mình sẽ trở thành khổng lồ nhanh. Đó là điều rất là thực tiễn. Chân lý này không phải đơn giản để nhận ra. Chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu lần cải cách giáo dục, nhưng mà nền giáo dục của chúng ta có khá hơn nước ngoài không? Chỉ bằng vay mượn thì trong vòng 10 năm thôi là chúng ta sẽ bằng tiên tiến như là các nước có nền giáo dục tiên tiến khác. Và tôi cũng đề nghị là nếu như các bậc phụ huynh đều đó là đồng tâm hiệp lực gom cái số tiền mà mình chuẩn bị gửi cho con em mình đi du học ở nước ngoài, ngừng một năm thôi, thì chúng ta đã có được ít nhất là 30 tỷ Mỹ Kim để có thể xây ra được ít nhất là một cái chục trường đại học đẳng cấp thế giới, mời các giáo sư giỏi nhất thế giới về Việt Nam dạy. Thì trong vòng 10 năm sau cho đến 20 năm sau, nền giáo dục Việt Nam trở thành là nền tiên tiến của thế giới. Chúng ta không cần phải đi đâu học nữa, và thế giới sẽ về Việt Nam để học. Nhưng rất tiếc là cái tinh thần đoàn kết của người Việt Nam kém trong thời hòa bình. Nhưng chúng ta chỉ nghĩ riêng cho con em của mình,
cho gia đình của mình thôi, chứ chưa nghĩ đến cái việc mà tạo ra một cái môi trường giáo dục mà mình phải là gọi là cái nơi chủ đạo. Rồi giống như Hoa Kỳ, ta tạo ra một cái nền giáo dục tiên tiến và ta thu cái lợi nhuận từ nền giáo dục rất là cao, như là một cái mũi nhọn của kinh tế. Nhưng mà Việt Nam chưa có được cái chính sách đó. Mà việc đó nó không khó, chỉ cần là tạo ra chính sách thôi. Giống như cách của Nhật trong cái thời kỳ của Minh Triều Thiên Hoàng, hễ ai mà đi nước ngoài học, quay trở về nước Nhật mà dạy thì lương cao gấp 4, gấp 5 lần so với giảng viên trong nước. Rồi giáo sư nước ngoài mà loại đẳng cấp cao mà vào nước Nhật dạy thì lương bằng 8 lần cho đến 10 lần trong nước. Thì tự động á, những cái thành phần mà giáo sư người nước ngoài và người Nhật giỏi khắp thế giới trở về nước Nhật và làm cho họ chứ trong vòng 15 năm có một nền giáo dục tiên tiến không thua gì Mỹ. Và Hàn Quốc bắt chước lại Nhật Bản, sau 35 năm bị đô hộ bởi nước này, có một cái nền giáo dục tiên tiến không thua gì Nhật Bản, mà thậm chí có nhiều lĩnh vực vượt qua mặt Nhật Bản. Kính chúc quý thầy, quý sư cô, các thầy cô giáo thêm một tuổi mới để khai sáng tiếp tục những giá trị mà mình đã đầu tư và sống với nó, để giúp cho các thế hệ tương lai đó mở ra được rất nhiều các cái cơ hội tiến bộ và thành công. Chúc tất cả các học trò, học sinh và sinh viên thêm một tuổi mới với những tiến bộ trong việc học và trở thành những người giỏi ngang bằng hoặc là giỏi hơn thầy cô giáo mình ở hiện tại và trong tương lai. Chúc mừng Ngài Nhà giáo Việt Nam.